Thưa quý vị, và bây giờ thì Nhung Nhung sẽ cùng với Đan Nguyên, vì thời gian không còn nhiều nữa cho nên là sẽ phải hát ngay thôi. Đấy, cái tay cứ lại gần là nó chờ. Thưa quý vị, một bài hát rất là được quý vị yêu mến. Thưa quý vị, từ nãy giờ quý vị yêu cầu, chắc quý vị đã đoán ra bài hát gì rồi. Nhạc phẩm được mang tên Cỏ Héo. Cỏ Búa. Cỏ Búa, thưa quý vị, lần đầu tiên hát ở Thụy Điển cho quý vị nghe và tất cả những khán giả có mặt ngày hôm nay. Và nói chung là Đan Nguyên đẹp dai lắm, nhưng mà mỗi tội ế thôi, dạ, không có gì cả. Bởi vậy hát những lời nhạc thất tình xong ế được. Oh,
quý vị. Đấy, quý vị rất nhiều. À, và hoa của Đan phải không?